Rồi xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn gần xa đã quay trở lại với kênh của em ngày hôm nay ha. Rồi hôm nay thì tiếp tục đến với kênh ha. Thì vườn mai của chị Diện có lên một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị mình lô mai giống, mai ghép giống siêu bông bình lợi bên vườn của chị Diện cô chú anh chị ha. Hàng siêu rẻ luôn cô chú anh chị ơi, chỉ vài trăm ngàn một cây cho tới 1 triệu, 1 triệu 1, 1 triệu 2 là bao phí vận chuyển toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Hàng bao chuẩn giống bảo hành giống cho cô chú anh chị mình luôn nha. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây nào giá cả hợp lý thì mình ủng hộ cho vườn của chị Diện nha. Rồi không làm mất thời gian của cô chú anh chị mình nữa ha, em mời cô chú anh chị mình vào gặp luôn chị Diện để chị Diện chào giới thiệu và giao lưu luôn nha. Dạ rồi, em chào chị Diện ơi. Dạ, em chào cô chú anh chị đang xem kênh Diệu Thích Mai Vàng nha. Thì hôm nay cũng trở lại kênh thì em giới thiệu cô chú anh chị mình lô mai siêu bông bình lợi nha. Rồi, vô cây đầu tiên ngày hôm nay luôn ha, là mã số gì đây chị ha? Cây đầu tiên hôm nay là mã số 39C. Rồi. Cái này cái tàn cũng khá luôn cô chú anh chị ha. Rồi. Thông số luôn hả chị ha. Hoành mình 26. Rồi. Cao mình là 75. Tán ngang mình là 80. Thì cây này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình đó là 1 triệu 2 nha. Rồi 1 triệu 2 ha. Rồi mình đổi cây luôn nha. Rồi tiếp theo cây mã số. Cây mã số 40C. Cũng là một cây siêu bông bình lợi nha cô chú anh chị. Rồi. Cây thân co lắc khá là vip luôn cô chú anh chị ha. Cụ đế có luôn ha. Rồi thông số luôn chị nha. Hoành mình là 20 rưỡi. Cao mình là 69. Tán ngang mình là 73. Rồi. Thì cây này em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình 1 triệu mốt thôi nha. Rồi. Đổi cây luôn nha. Rồi tiếp theo cây mã số 41C. Rồi. 41C cũng là cây siêu bông bình lợi nha cô chú anh chị. Rồi, cái này có tàn rồi luôn cô chú anh chị ha. Co già nha cô chú anh chị. Rồi. Thông số luôn ha chị. Cây này hoành 18. Yeah. Cao là 64. Tán ngang mình 52. Cây này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 900 thôi nha. Rồi, mình đổi cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 42C. Cũng là một cây siêu bông bình lợi luôn cô chú anh chị. Cây này cái dáng nó quá trời luôn nha. Cái đàn nhưng mà cái này có bị cái lỗi ngay đây nha cô chú anh chị. Cây thân co lắc được rất là đẹp ha. Rồi nay bán rẻ rẻ cho cô chú anh chị mình sưu tầm luôn ha. Hoành mình là 19. Rồi. Cao mình là 78. Tán ngang mình là 65. Rồi. Cây này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình là 900 ngàn thôi nha. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 43C. 43C cũng là một cây siêu bông bình lợi luôn cô chú anh chị. Cây này cái bộ đế quá trời luôn nha. Rồi. Có đế luôn cô chú anh chị ha. Rồi, thông số luôn ha. Hoành mình 15. Cao mình 66. Tán ngang của mình là 57. Rồi, cái này giao lưu như thế chị? Cây này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình là 900 ngàn thôi nha. Rồi, mình đã cây luôn ha. Yeah. Rồi, tiếp theo cây mã số 44C, cũng là một cây siêu bông bình lợi nha cô chú anh chị mình. Rồi, cây này thân co lắc luôn cô chú anh chị ha. Co siêu dài. Rồi, thông số ha. Hoành mình 21. Rồi. Cao mình là 65. Tán ngang mình là 75. Rồi. Thì cây này em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình 1 triệu thôi nha. Rồi, mình đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số. Mã số 45C cũng là một cây siêu bông bình lợi luôn cô chú anh chị. Cái này cái tàn có luôn cô chú anh chị ha. Thân co lắc luôn. Bo già nha cô chú anh chị. Cụ đế có luôn. Rồi, thông số luôn ha. Hoành mình 19 nha. Yeah. Cao mình 60. Tán ngang mình là 56.
Thì cây này em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình 1.1 triệu nha. Rồi, mình đổi cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 46C, cũng là một cây siêu bông mình lại. Quá trời, cái dàn bo luôn nè cô chú anh chị. Bo già nè, cái này mấy cô chú anh chị nào muốn lấy bo liền thì lấy cũng được ha. Còn không mà mình bấm cái ngọn dùm nhà vườn ha. Rồi, thông số luôn chị ha. Cây này có cái lỗi ở đây nè cô chú anh chị, bị tóc da ha. Nhưng mà không sao ha, cây vẫn phát triển bình thường. Hoành 18. Rồi. Cao là 78. Tán ngang của mình là 56. Rồi. Cây này em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 800 ngàn thôi nha. Rồi, mình đợi cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 37C. 47C. Có 47C. Đây cũng là một cây siêu bông mình lại. Rồi, cây này có tàn co lại ha. Luôn. Bo già luôn cô chú anh chị ha. Có đế. Rồi, thông số chị nha. Hoành mình 19. Rồi. Cao mình 52. Tán ngang mình là 65. Rồi. Thì cây này em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị của mình là 1.1 triệu thôi nha. Rồi, cây này cuối clip luôn hả chị ha? Cây này cũng là cây cuối clip. Thì em cũng kính mong cô chú anh chị mình xem thì được cây nào thì ủng hộ dùm cho nhà vườn em ạ. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong các clip sau ạ. Rồi, thì em cũng thay mặt cho kênh cũng như là chị Diện cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho chị Diện trong những clip trước cũng như là clip này. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây nào giá cả hợp lý mình ủng hộ cho vườn của chị Diện nha. Em xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình ạ.